Văn Học xin chào quý vị. Trong báo cáo tác động của dịch Covid-19 lên thị trường hiện nay, thì ngành bất động sản nghỉ dưỡng là ngành chịu tác động lớn hơn so với phân khúc còn lại. Du lịch và lưu trú là hai ngành chịu tác động trực tiếp và cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến nhu cầu cho thuê của bất động sản nghỉ dưỡng cũng như condotel trong thời gian ngắn hạn. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay, có một dòng sản phẩm bất động sản mà không chịu tác động bởi những yếu tố trên, đó chính là bất động sản nhà ở. Vì bất động sản nhà ở là một dòng bất động sản mà có nhu cầu ở thực, với nhu cầu ở thực này là luôn cao, cho nên là hiện nay trong thời điểm dịch này, nhưng mà những khách hàng có nhu cầu mua để ở thì vẫn diễn ra rất là đều đặn. Khảo sát tại các văn phòng môi giới ở thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm 2020 trở lại đây, thì do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các nhà đầu tư ngại đi lại, ngại đi xem dự án. Tuy nhiên thì vẫn rất đông khách hàng nhu cầu tìm mua căn hộ hoặc nhà phố đã được hoàn thiện. Về nguồn cung căn hộ hiện nay thì do những yếu tố về pháp lý làm cho số lượng nguồn cung căn hộ đã khá là hạn chế, cho nên là những căn hộ mà đang trong giai đoạn bàn giao, những giai đoạn mà đang được xây dựng thì là một tâm điểm thu hút số lượng lớn khách hàng về đây. Nói về ảnh hưởng của dịch Covid-19, ông Đoàn Minh Hải, công ty địa ốc Babylon nhận định dịch sẽ không ảnh hưởng đến các nhà phát triển dự án, vì trong các kênh đầu tư hiện nay thì bất động sản vẫn là một kênh an toàn và tạo ra được lợi nhuận ổn định. Mặc dù thị trường đang có dấu hiệu im lặng, nhưng đó là một động thái cần thiết để các chủ đầu tư điều chỉnh lại kế hoạch, phương án kinh doanh của mình cho phù hợp với tình hình hiện tại, ông Hải cho hay. Theo quan sát của giới chuyên môn về kinh tế quý 1 năm 2020, Việt Nam vẫn là một trong những điểm ưa thích của các nhà đầu tư quốc tế, việc thu hút nguồn vốn đầu tư FDI và đặc biệt hơn là sự dịch chuyển các nhà máy sản xuất về Việt Nam do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Trong khi đó, bất động sản vẫn là một phân khúc hấp dẫn và có khả năng phát triển mạnh trong năm 2020 nhờ vào chính sách vĩ mô và quy hoạch đồng bộ từ chính phủ. Theo các chuyên gia nhận định, thì Covid-19 xảy ra tại Việt Nam, ảnh hưởng rõ rệt nhất đó là ngành du lịch và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của những nhà đầu tư. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn phải chảy và đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng thời điểm này thì có thể không tốt. Tuy nhiên, vẫn có những cái dòng sản phẩm khác phù hợp với quý vị trong thời điểm này để quý vị đầu tư. Các chuyên gia nhận định rằng dịch bệnh xảy ra tại Việt Nam cũng xảy ra trong một thời gian ngắn thôi, nên mọi kế hoạch về dự án được vẫn được triển khai, đảm bảo đúng tiến độ với khách hàng. Bất động sản là một câu chuyện đầu tư dài hạn, nên mọi kế hoạch sẽ cân đối, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, nên mọi chuyện vẫn phải tiếp tục chứ không thể dừng lại. Và trong thời điểm hiện nay, quý vị có một dòng tiền mà quý vị không muốn gửi ngân hàng để nhận lãi suất 7-8% một năm, thì quý vị có thể đầu tư vào sản phẩm Aqua City, khu đô thị xanh phía đông thành phố Hồ Chí Minh, với mức lợi nhuận 15% một năm, trong vòng 3 năm là 45%. Đây là một dự án quy mô cực kỳ lớn, sẽ thay đổi hoàn toàn khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh cũng như phía Đồng Nai. Quy mô thì bài bản, sông nước thì bao quanh mà mảng xanh thì bao phủ. Đây là một dự án mà cực kỳ đẹp mà quý vị không nên bỏ qua. Đây không những là ngôi nhà thứ hai của quý vị mà là một cái sản phẩm mang giá trị gia tăng bền vững trong tương lai. Hiện nay quý vị đang mua một căn nhà phố tại đây thì quý vị chỉ thanh toán khoảng 10% trong lần đầu tiên, thì một căn khoảng hơn 6 tỷ thì quý vị thanh toán khoảng hơn 600 triệu thôi. Tuy nhiên, với mức cam kết 15% một năm thì đảm bảo cho quý vị trong vòng 3 năm 45%. Đây là một cái điều rất tuyệt vời. Dòng tiền của quý vị sẽ đảm bảo an toàn theo thời gian. Nếu bất động sản gia tăng hơn cái số 15% thì quý vị được hưởng thêm cái phần đó. Đây là một cái cam kết mà rất là tốt dành cho khách hàng trong thời điểm mà dịch ECOVID đang có hoành hành như thế này. Quý vị nào mà muốn biết nhiều hơn thông tin về sản phẩm Aqua City thì quý vị có thể xem thêm ở phần mô tả phía dưới. Văn Học sẽ để ở phần mô tả phía dưới. Quý vị nhấn vô link để xem thêm ha. Còn quý vị nào mà có thắc mắc mà cần tư vấn trực tiếp thì quý vị hãy gọi ngay cho Văn Học. Văn Học sẽ hỗ trợ trực tiếp cho quý vị. Số hotline là 0888 373 777. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Nếu quý vị nào yêu thích thì hãy nhấn nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để ủng hộ cho Văn Học. Quý vị nào thấy video hữu ích thì hãy chia sẻ cho người thân của mình. Cơ hội và cam kết cho quý vị 15% một năm trong thời điểm này, chỉ trong thời điểm này thôi, quý vị mới có chương trình đó. Đây là một điều quý vị không nên bỏ qua nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã xem qua video của Văn Học. Xin chào và hẹn gặp lại.